chúng ta đang có mặt chứ ở đây là khách sạn Majestic, khách sạn 5 sao ở Sài Gòn. Cũng là ở đây cũng là đầu đường tự do năm xưa nè, rồi bây giờ là đường Đồng Khởi nè, kế bên thì có cái tòa nhà dãy các nhà hàng đó. Thì hành trình hôm nay sẵn tiện em dẫn anh chị và các bạn đi lang thang ở đường Cường Để và đi đến cái công trường Mê Linh, rồi mình sẽ đi ra cái phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem cái không khí về đêm ở khu vực này như thế nào ha. Đó, mình nhìn thấy có rất là nhiều cái có bà con bán đồ ăn vặt dọc đường như là cốc lắc rồi lắc bánh tráng trộn rồi khô mực. Chúng ta nhìn qua đây là ngân hàng Sài Gòn Công Thương nè. Ở đây là những cái nhà hàng 5 sao và tòa nhà ngân hàng rất là đẹp, hoành tráng. Ngày xưa khúc này gọi là đường Cường Để, theo em tìm hiểu là như vậy ha. Bây giờ thì có tên là đường Tôn Đức Thắng rồi. Rồi sau này có tên đường Bạch Đằng nữa, rồi mới tới đường Tôn Đức Thắng ngày nay. Chúng ta nhìn bên tay phải đây có cái ga tàu cao tốc Bạch Đằng. Ngoài kia thì bến tàu ngoài kia ha, để mình đi đi về Vũng Tàu nè, về Thanh Đa. Bữa em có đi cái đò Thanh Đa đó, thay vì mình đi từ đây, bắt đầu từ đây mình đi mua một vé 15.000 đi, sẽ đi đến cái chỗ hôm bữa luôn đó, chỗ bến đò Thanh Đa đó, rồi mình ăn uống nghỉ ngơi tận hưởng không khí ngoài vùng ven Sài Gòn, rồi đi về 15.000 nữa. Đây chúng ta nhìn qua đây có cái nhà hàng Liberty Central nè, nhà hàng này cũng rất là ngon nè mà giá rẻ. Buffet trưa thì tầm 100 mấy 200 ngàn thôi, buffet tối thì 300-400, 400-500. Nhưng mà ở trên mạng nó có bán cái voucher đó, hot deal đó, rất là rẻ, mình mua hot deal đó rẻ hơn. Bến Bạch Đằng về đêm thì không có sáng như lắm. Chúng ta nhìn tới đây là Bồn Binh, công trường Mê Linh, có tượng đài ông Trần Hưng Đạo. Bên tay phải mình thì đó là ga tàu thủy Bạch Đằng. Cũng có rất nhiều quán cà phê ở khu vực đó ha. Mình nhìn lại cái khu này có rất là nhiều khách sạn đẹp nè. Sẵn em đi hôm nay đi một vòng ở đây rồi, sẵn cập nhật cho các anh chị các bạn, để khi mà mình có về Sài Gòn thì mình cũng có một số hình ảnh làm tham khảo khi mà mình ở khu vực khách sạn gần đây ha, để mình biết ban ngày và ban đêm nó như thế nào, để thuận tiện cho việc chọn khách sạn. Nói về khách sạn thì ở Sài Gòn có rất là nhiều khách sạn, có những khách sạn có những phòng cho thuê không có nằm trong hệ thống Booking Agoda, nhưng mà rất là rẻ. Rồi bây giờ chúng ta đi qua đường nha, qua đường qua cái
Quận Bình này đó. Rồi mình sẽ đi thẳng ra phố đi bộ luôn. Bây giờ những tòa nhà lên đèn rất là đẹp. Đây tòa nhà ngân hàng hình như là Vietcombank lên đèn rất là đẹp. Ta nhìn ở đây thì là ga tàu thủy nè. Buổi tối lên đèn cũng rất là đẹp ha. Vắng vắng xe mình qua đường nha. Ở đây thì nếu ta đi thẳng thì sẽ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Nguyễn Hữu Cảnh rồi mình quẹo phải, mình đi về cái khu Vincom, Vinhome, tòa nhà 81 tầng ha. Theo trục đường Tôn Đức Thắng này. Còn đi qua bên kia thì chúng ta sẽ đi vô phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mình nhìn đây là ba hướng mình, đó là những cái tòa nhà rất là đẹp, lên đèn rất là đẹp luôn. Những tòa nhà ngân hàng và khách sạn. Ôi trời, xe qua đường đông quá chỗ này. Các anh chị các bạn có về Sài Gòn thì cũng phải cẩn thận khi qua đường ở khu vực này nha. Ở đây thì không có đèn tín hiệu để mình qua đường, mình chỉ coi đường vắng vắng rồi mình qua thôi. Rồi giót lẻ quá. Chúng ta nhìn lại bến Bạch Đằng nè. Đây là khuôn viên dưới cái tượng đài Trần Hưng Đạo. Ở xa mình nhìn thấy nó vậy chứ lại gần thấy rất là cao, rất là cao, rất là lớn. Ở đây buổi tối mình ngồi rất là mát mẻ ở công viên này. Nhưng mà bữa nay thì không có phun nước. Ở đây phun nước lên đèn rất là đẹp. Đây trước mặt chúng ta đó là đường Hai Bà Trưng. Đường Hai Bà Trưng để đi về đại lộ Lê Duẩn. Chúng ta sẽ đi bên đây, cái đường nhỏ bên đây để đi ra cái phố đi bộ Nguyễn Huệ. Xung quanh đây thì đường nào mình cũng ra được Nguyễn Huệ hết ha. Ở đây là công trường Mê Linh. Chúng ta sẽ đi cái đường nào đẹp đẹp đây. Đường này cũng ra được nữa nè. Và chúng
đi đường bên đây đi, vừa bên đây có nhiều khách sạn mặt tiền đẹp. Ở dưới khách sạn Bontover. Đây, từ này đây. Đi thẳng qua bên kia là đường tự do. Tòa nhà Somewhere. Nhà đây có chỗ qua đường nè. Nãy giờ chúng ta đi một vòng cái công trường Quách Thị Trang này nè. Mình chạy một vòng này là như mệt xỉu. Đó, chúng ta qua đường nha. Và chỗ này là qua đường vất vả nữa nè. Quá trời xe luôn. Sao qua đường đây? Quá. Rồi có xe. À, chưa qua được nữa. Dưới chợ có xe quẹo qua hướng bên kia thì mới bớt xe được. Không là theo một luồng vòng tròn nó không qua được. Cái khách sạn có cái tòa nhà Melinpole Tower. Rồi chúng ta qua đường nha. Mình đi qua người ta mới né, còn không mình đứng hoài luôn. Kinh nghiệm qua đường ở Sài Gòn. Chỗ đó luồng xe nó không có dừng. Ở đây có Highland Coffee nữa. Bên đây có khách sạn Hoàng Yến hả? Ở đây chúng ta đi, đây là đường Ngô Đức Kế nha. Con đường này cũng có rất là nhiều cái khách sạn 5 sao. Khách sạn ở đây tới 2 giờ mới đóng cửa, nhà hàng đây 2 giờ mới đóng cửa lần. Đây rất là đẹp luôn. Có cái xe kéo hồi xưa ở Sài Gòn nè. Art Club Gallery. Con đường Đồng Khởi thì là con đường mà chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi. Hôm nay chúng ta đi ngang đây thôi. Đường Đồng Khởi và Ngô Đức Kế. Rồi chúng ta qua đường nha. Rồi, thẳng hướng này mình sẽ ra bến Bạch Đằng nè.
sẽ đi tiếp ra con đường Nguyễn Huệ để cho các anh chị các bạn nhìn ngắm xíu nữa ở con đường Nguyễn Huệ, rồi chúng ta sẽ kết thúc video tại đây nha. Nhà hàng hàng Dương. Nhà hàng Hàng Dương nổi tiếng với những cái loại cá khủng. Loại cá lớn thiệt lớn. Nhà hàng cũng có rất là nhiều cái chi nhánh ở các quận. Quận 7 cũng có nhiều lắm. Mấy con cá mà cá tra dầu, cá hô, mấy con cá tầm 50-70 kg. Mấy ở đâu có cá lớn là đại gia Hàng Dương sẽ tới thu mua liền. Chúng ta ra đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Ở đây có nhà hàng của Nhật, Kisso. Nói về phố Nhật thì ở khu phố 15A Lê Thánh Tôn và khu Đồn Đất á, cũng có thu những cái hàng quán của Nhật rất là đông. Người nhìn bên kia là tòa nhà Sinh Hoa. Cái hẻm này thông ra đến đường Đồng Khởi luôn. Là con đường đẹp nhất Sài Gòn ở đây. Khách sạn này rất là đẹp nè, khách sạn tòa nhà Tham Que. Ở phía dưới thì có quán cà phê. Nói chung buổi tối ngoài đây rất là nhộn nhịp, tấp nập. Đây là nhà sách Nguyễn Huệ, ở phía dưới ở trên có rất là nhiều quán cà phê ở khúc này nè. Quán cà phê trên đó cũng rất là đẹp, ở trên đó như là cái chung cư vậy đó. Số 42 Nguyễn Huệ. Mỗi lần lên đó mà là mình đợi thang máy mệt xỉu. Rồi một số hình ảnh ở đường công trường Mê Linh và đi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, gửi đến các anh chị và các bạn những cái hình ảnh Sài Gòn về đêm với sắc màu lung linh. Đến đây thì video xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã
luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV nha.